chư quý thính giả, ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn là ngày mở đầu cho trang sử bi đát của Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy bị thực dân Pháp dời đi. Mọi người ngơ ngác bàng hoàng, chen lẫn trong đau thương tức tối. Người ta tự hỏi, Đức Thầy đã làm chi nên tội mà bọn thực dân đành chia áo, rẽ bông, diễn nên cảnh gà con lạc mẹ. Nhưng Đức Thầy thì trái hẳn lại. Ngoài việc Ngài đã viết bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi từ 11 ngày trước đó để tiên báo việc này, Đức Thầy vẫn bình thản ra đi sau khi có lời dặn dò những người ở lại. Tất cả anh em lớn nhỏ từ đây phải chí quyết tu hành, đừng lo gì cho Thầy. Thầy đi rồi Thầy trở lại. Cái tâm đại hùng của bậc đại giác ngộ là như vậy. Cho nên, khi thực dân đưa Ngài đến Sa Đéc, Đức Thầy, để trấn tĩnh bổn đạo, Ngài đã viết bài Thất Ngôn Trường Thiên sau đây, giữa mặt một số đông đến viếng Ngài. Đó là một bài thuyết pháp sống động, với nhiều cao từ ẩn ngữ và những ý tưởng hàm súc u nhi. Anh Hùng Cường, các cô Thanh Tuyền, Hương Lan, anh Hữu Phước, các cô Hồng Vân và Trần Kim Lợi, xin cung kính diễn ngâm lời Châu Ngọc. Nhìn cuộc thế bộn bề sông dày, cửa thiền môn còn hơi khóa then, nương xứ xa tạm viết với đèn tỏ tâm sự của người liễu đào. Sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiểu thạo nói. Ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Non tuyết sang rú rừng thăm thẳm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh. Đến ngày nay còn rạng lấy danh, khắp bốn biển dân lành sùng bái. Muốn lập đạo có câu thành bài, sự truân chuyên của khắp thiền môn. Khắp sáu châu nức tiếng người đồng, ta chịu khổ khổ cho ba tánh. Tiếng gọi đời sông mê hải lanh, chạm lợi quyền vào có cạnh tranh. Bước gai trong đường đủ sỏi sành, đành tách gót lìa quê hương già. Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã, bởi sự thường của bậc siêu nhân. Dầu gian lao giả sắc chẳng sờn, miệng sanh chúng thông đường giải thoát. Cơn giông tố mịt mù bụi cát, chẳng nao lòng của đấng từ bi. Vì thiên đình chưa mở hội thi, nên lão phải phiêu lưu đổ chúng.
kẻ ác đức cho rằng nói tung. Nó đâu ngờ lòng lão yêu đương, xe rồ xăng dục chạy bãi bương, đến quốc dạng tình thương nâu nức. Khắp ba tâm chớ nên bực tức, bởi nạn tai vừa mới dân dương, chốn liên đài bắt ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Việc khó khăn lắm lúc vui hài, ấy cũng bởi thầy lai ông tạo. Ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc huy nàng thôi chí cùng chăng. Nếu bền lòng dĩ quả cao thân, chẳng chặt giả bỏ lăng Phật thanh. Chôn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rành trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, có gặp chữ không không mà có. Lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bò, rồi ngẩn ngơ bò giống hay sao. Nấu lọc rành mới biết vàng thao, ai thật tâm ai người già đau. Tiếng sấm sét bên tai xót xao, cả muôn người ngơ ngáo hỏi han. Nay thân thầy cũng đang bình an, khuyên bọn đạo đừng than lắm tiếng. Tuy xa đường có lời luân biên, bởi phúc thần bay luyện khắp nơi. Ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, kim mài dùa kim kia mới bền. Người làm phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc ấm thân. Sách có câu minh đức tân dân, được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Ta còn thương thương trò liễu điều, chơi cũng mừng được dịp phổ thông. Đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thuở trước. Các bậc thanh châu lưu nhiều nước, nghèo thầy nhang bầu nước đai cô. Tuy cơ hàng mà được danh thông, thần phu quý ngồi ôm bà lời. Qua sung sướng rồi quên đạo lời, thì khác chi loại thú rừng săn. Vật hổ lang
đâu biết đạo hằng, chỉ có biết ngủ ăn, ăn ngủ. Khi đói mồi mắt mày sầu xuống, chạy quơ vào vật nhỏ đằng ăn. Đến chết thay đầy lũ rụi lặng, bu nút thịt của loài bạo ác. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rứt bụi trần mặn lạc thay ai. Chữ Nam Mô trì chay giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quy. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tỏa dị nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chỉ nguyện sở cầu Phật thánh. Đốt thiền lâm phương đông chói anh, dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Dầu cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Nói thì nói chờ ngày khắp thoáng, dòm em trời thì cứ ra tay. Quyết chèo thoáng đến chốn bồng lai, mới ngơi nghỉ tấm thân của lão. Lúc tam tạng tây phương quyết đau, bị loài yêu làm bảo lắm phen. Đức từ bi phải lộ trắng đêm, lôi âm tử cũng đi đến chốn. Đi dọc đường yêu tính làm hồn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn. Nhờ món đồ bát giới sa tăng, với đại thánh tề thiên cứu giới. Lòng sao chữ nhớ không có mất, thì nạn tai cũng thoát nhưng không. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe quá không khủng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ
chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Thâu cho được con long ác nghiệp thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa hỏa diệm nơi tâm cho tất. Thì đạo hành ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn đứa dữ ức chiên. Phần tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta. Để cho thầy đi dạo ta bà, đặng giải kẻ đường xa chưa rõ. Nay sừng mũi có người mở ngõ, thì nói theo dấu thỏ đàn dê. Dục gió cô nhiều nỗi thảm thế, giải sanh chung cho rồi mới sanh. Cũng hiếm kẻ nghinh ngang cường ngạnh, ôi kệ sao cho hết thôi đời. Mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Suối tiên thanh đổ ra cuồng cuồng, tràn ruộng lòng gieo giống mới lên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bào mà lên. Mùa nước tràn ngập cả điền đê, đến nước hạ đồng khô cỏ trái. Cuộc gian nan năm qua đã thấy, luận việc đời cũng khúc lớn rồng. Khi dậy thì tràn cả bờ sông, lúc khô hạn đi đồng khao khát. Biết làm sao lên lưng bạch hạc, bay cả trời tối từ bi. Khắp thế gian con thảo phục quỳ, chầu trước bệ cha hiền ngọc đế. Gặm dinh nhục sanh trong thế hệ, tuôn xưa kia sắp đặt đã lâu. Phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lóc con tiên cháu Phật. Gồm một nơi sửa sang tim tất, sự phân người cùng vật thượng phong.
cho dương trần rõ luật thiên công, có địa ngục thiên đường hay chẳng. Các chúng sanh nghe rồi yên lặng, suy cho tường rồi sẽ biện minh. Cơn vui tay từ tả thiên đình, cho phép lão tu trần đôi lẽ. Lời thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình bác ái góp tôn. Trong ba gia tìm đạo quá mòn, thôi già thế ước mong đời thành. Mắt nhìn trần đó niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa. Muôn đạo hồng quang quay đức Phật, soi đường minh thiện đến long. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, sau 2 tháng 10 ngày ở kinh Tán Xà No, vào ngày 14 tháng 7 năm Canh Thìn, đức thầy lại bị chánh quyền thực dân đưa về an trí tại nhà Thương Chợ Quán, với dụng ý là cho dễ bề kiểm soát và chẩn đứng sự tiếp xúc giữa ngài với quần chúng bên ngoài. Nhưng nơi đây, đức thầy đã sớm thu phục được vị y sĩ quản đốc bệnh viện và người gác cửa của bệnh viện này, cho nên ngài lại có cơ duyên hướng dẫn được nhiều giới ở đô thành, từ lao động đến trí thức, để cảnh tỉnh phần đông mà bấy giờ đang bị cặn bã của văn minh vật chất Tây phương cám dỗ. Đức thầy đã nhân một đêm trằn trọc suy tư, cất bút đề thơ. Bài Không Buồn Ngủ sau đây, ngài thuyết giảng về nhân đạo với một thể tài đặc biệt mà anh thành được và cô Huyền Trân kính xin đem hết lòng thành tín diễn ngâm. Đêm nay lại sao ta không buồn ngủ, đi đứng nằm ủ rũ nỗi niềm. Hình như say chén rượu quá khề khờ, nhớ những kẻ bê tha trong ảo mộng. Đường danh lợi đua chen mùi ong ong, đâu có màng tiếng vọng của người tu. Cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đắng. Nơi cửa thanh ôi người càng quạnh vắng, chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thương trăm họ ruột tơ thêm dò khúc, để chi suy dục thúc cả muôn dân. Bỗng ngay đâu nghi ngút khói vua tầng, tăng sĩ phải gắn dùi nơi hắc cam. Nào ai biết tâm ta đời bác làm, kiếp người dường trùng rơi
bám vào cây. Ở thế gian ai rõ kẻ chân thầy, dắt sanh chung lìa nơi sông mê hồ, cõi trần thế biết bao điều ai ố. Hơn cùng thua, nhắm mắt cùng ra ma. Chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thạo hay hơn là tranh đấu. Thở tuổi ấy là thời thơ ấu, ơn mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu, lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật Thánh dạy người trung lẫn yêu. Con nghịch phản đều mang câu đàm tiêu, giữ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan. Lòng sắc son giam sanh nổi ngàn vàng, có mua chuộc những người đầy liêm sĩ. Đường xa mới rõ biết tài ngựa khí, lúc nguy nạn tường tận kẻ vô lưng. Phụ ông cha làm lắm khói bảo cường, dành ăn uống canh em cùng ghét nhau. Trời xanh mũi là loài thường hút máu, cũng lắm là người mượn kế ấy dung thân. Nên thở xưa trời sắp cuộc thông thần, giết kẻ quấy lọc lừa dân lương thiền. Mong tạo quá sắp tâm tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa. Ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khai hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oán. Trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới vạn dân tâm họ được im liền. Kẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền can kỳ. Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt giới ghi tương. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến hết. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tâm cùng ngoại tổ với cậu gì. Thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lộ gian phi xảo ta. Đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Trên non tiên văng vẳng tiếng phụng hoàng, Phật tiên thánh an ban cùng đỉnh quốc. Đời xuất thánh tỏ bài câu tin tất, ráng giữ gìn kẻo mất giống hiền xưa. Những thói hư tật xấu phải răng chừa, sau sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Ta kể sơ ít điều cho vắn tắt, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Phật từ bi đặng chữ cao thanh, người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Thôi dừng bút lại định thần xét suy, giao sức.
suy mưu làm quấy nghiệp trần phải vì chân ta mắc tai nạn lòng thương trăm họ lão làm từ nay cầu trời Phật độ tiêu tan cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời hết bị ràng buộc ở nhà thương chợ quán thì kế lại bị dời về Bạc Liêu. Với chế độ khắc nghiệt của thực dân, họ quyết tâm tiêu diệt tín ngưỡng mà đức thầy là ngòi mối dẫn đưa sanh chúng. Do đó mà đức thầy phải chịu lắm nỗi gian nan. Ngoài ra còn nhiều chuyện gièm pha, nhiều điều thêu dệt khiến ngài thêm bận lòng không ít. Trong trường hợp cần đánh tan những mối hiểu lầm, đức thầy đã mượn đề cảm tác để thanh minh những chuyện lòng uẩn khúc mà phàm nhân đã ngộ nhận vì không đạt nổi những thánh ý xa vời. Các cô Trần Kim Lợi, Quyền Tranh và Anh Thành Được xin tiếp nối ngâm đọc theo nguyên văn. Ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân đem thân mà đức nở trần đâu khéo trần chung ra nhìn đời lụy muôn ưa xa thế gian đuôi tối nửa ma nửa muôn reo gian một tiếng cười nhưng lòng chẳng nở khi người mê si tỏ lời tâm quyết lâm ly
mong ai ngộ nhận. Tích lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh e dây giác thánh thần chép biên. Phần ta nói góp Phật tiên, ngợi khen cũng mặc điêu huyền cũng hay. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng hoàng trong gai chi sờ. Ít ai nghe rõ giọng đời của người sức bỏ quán ơn cõi phàm. Ngày hằng giải ngộ quy tâm, sắc không không sắc tánh phàm đổi thay. Chẳng qua tay những ngày nên phần xác thịt đóa đài trần gian, lìa quê tất bước xa nhà, gia đình chẳng đói còn màng chi tay. Dốc tâm nguyện đến Phật đài, hiệp cùng chư Phật đổ rài chúng sinh. Nền gian một tiếng chuông linh, cho người sống mộng biển minh lẻ nào. Gặm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khắp tài hoa. Nghe chuông linh sớm giúp bề ai hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể. Lập chữ công danh đến khi rốt cuộc cũng đành thả lá vàng nó rụng. Người ơi, muôn năm mới có một thời, tới kỳ hiệp hội Phật trời định tâm. Con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật, thanh tiên thần phước dư. Có đâu như thể bấy chư loạn luân can kỷ, bất từ bất lương. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho vẹn chữ tướng nhân loại. Ngày kia thọ chỉ là mơ trai, tiếng lành như thể tương mai nừng nồng. Bây giờ bờ bên chưa xong, dở dang thời dần mà lầm chẳng. Ngàn xưa mấy bậc anh hào, nằm gai nếm mật giả nào trách phong. Trưởng bố chí cả dọc ngang, dạo trong bốn biển mới trang thanh hiền. Làm cho kẻ bào đạo lành mở cửa nơi miền Nam bao. Tiếng đàn hòa liêu không sao, đêm khuya
tràng chúng sanh. Thu còn gặp lúc chẳng thành, gian lời thỏ thẻ rằng ghẹo duyên. Thấy trong người ấy thanh liêm, tỏ bài tâm sự ráng tìm cho lắm. Bồi hồi chợt tỉnh danh nẻo lời xem ra trời thu ảm đạm ai đi nàng tài dương dấn bởi vì trời gieo thảm thương lấy thứ phiền chớ lòng đâu có lo riêng mờ mờ tỏ tỏ xinh xinh đêm nay bóng nguyệt như rình xem ta miệng cười ta bảo hằng nga làm ơn loại chữ sang hà nơi đâu gắm trong cõi tàn chữ tài thường gặp chữ tài trót treo tạo hóa ông bài trò chúa ta nào có tranh đua dung trồng cội phúc chờ mùa trổ bông bay mùi thơm cả nam nhân vẫn là hồng thành đôi tâm hồn hoài cảm nơi nơi gắm người hữu chi đôi lời cảm ơn trong lúc dạy chung cho Trần Thế với lòng từ chan chứa Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo nhiều lúc cũng giảng riêng cho từng trường hợp một khi có người đến cầu học với Ngài. Tuy nhiên những bài ấy vẫn cũng là lời giảng hóa chung cho sinh dân. Nếu chịu thành tâm suy niệm thì phước báo thật khôn lường. Kính mời quý vị theo dõi bài Đức Thầy cho ông Tham Tá Ngà từ tháng 2 năm 1940 qua phần diễn ngâm của hai cô Úc Bạch Lan, Huyền Trân. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi xả thân tìm kiếm hoa chẳng nài gieo dân dễ tàn nơi tâm nay gặp bạn trí âm trí kỳ cho những điều thiên mỹ cổ lai đừng nên xuống dội nói xe dây cho chặt mà mài tâm linh nên đạo đức sắc thân chớ nghe có phiền từ đưa đến ngoài cứ
hành đạo luân mặn chay. Miệng tâm thanh tịnh gặp ngài an cư, nên đạo đức dị tư bất nhã, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Nhìn đời thế thái đổi thay, hết vinh hết nhục mẹ này thường chất văn minh chiều chuộng, vì thời lai vẫn bị trải qua lòng sắc son đây đó nõn nà, tâm não bích bê pha chậm trễ, tu với tình bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Nội bút nghiêng phận lão càng bài, câu diệu lý cơ quyền khó kiếm, xa chi kẻ dùng lời bao biếm, chế điên khùng khó kiếm cho ra. Lão tâm trạng sớm dứt ái hà, nên phải dội lìa xa khỏi phạm, quyết chỉ nẻo lên dòng hắc ám, đạo và đời thâm thâm sâu xa. Diễm hồng liên thơ thơ quần ca, tạo duyên giả phạm gian thân giả, chớ lấy đó mà tâm buồn ba. Hiệp hòa nhau chờ đợi năm non, kìa hỏi ai giữ phần cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Chớ nạn chí đường tu bỏ liếp, trôi bước sang gặp lão thế ngôn, trôi hùng phong cốt cách duy tồn, xác tuy mất hồn thiên chẳng mất, lão cũng tỏ đôi lời khờ khật câu quyền sâu cho đó ngủ ngon. Mà sông phi diễn dòng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài càng tỏ, giết cho sạch những loài sâu bò, giống hai người lúc bỏ rẫy trồng. Huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông, sanh hồi thiện đôi câu thành thật, đêm vắng tắt vài lời để cất, gác ngồi nghiêng tạm biệt phạm gian, ráng dừng mây bóng thỏ lạc nhàn, để kiến khắc càng câu hoài vọng. Dòng trăng đón mới kiến sang chơi, tối thần tiên ta nhận quyền pháp âm trầm thơm bất tuyệt, vô di chánh đạo hỡi người ơi. Người ơi chân lý thâm mô đời, thâm cảnh diệu huyền hẹn một nơi, hòa tạc trung hương
điệp khách đợi chờ thiên luật mới về ngơi. Về ngơi chúng ấy rõ như lời, nào lão có bài chuyện thấy chân, vẽ diễn trời xanh cho nó điên. Một lòng gắn chặt ngỡ chẳng xa lời, xa lời đạo đức khổ tâm mà học cũ ít bài lão thiết tha. Mong tê tà tay ôi lòng giả hiền cất bút mượn thi ca. Thì ca chiều nào thăm trôi đá hồi tỷ sứ thần giải chuyện ma lanh thế chẳng bài danh lão sư. Ngày nay các chỗ